Khi mà chúng ta cười ra mà nó hở lợi quá 30 mm, có nghĩa là trên 30 mm thì được chuẩn đoán là cười hở lợi. Chào các bạn, trên màn hình các bạn đã nhìn thấy là một vị khách hàng của tôi sau thời gian niềng răng, và bây giờ thì tôi sẽ tới cái công đoạn điều chỉnh lại nụ cười thẩm mỹ cho bạn ấy bằng cách là sẽ mài chỉnh lại cái xương ổ cũng như là tỉa bớt cái niếu để bạn ấy giảm cười hở lợi. Cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng cười hở lợi? Nguyên nhân cười hở lợi thì có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là nguyên nhân do bị ngưng mọc răng thụ động. Nguyên nhân thứ hai là do cái xương của các bạn phát triển quá mức về trước và xuống dưới, dẫn đến là người ta gọi là hô và cười hở lợi do xương. Nguyên nhân thứ ba là do môi bị ngắn, môi của bạn bị ngắn cũng dẫn đến tình trạng cười hở lợi. Và nguyên nhân thứ tư là nguyên nhân do bị cường cơ môi. Vậy thì trong từng nguyên nhân chúng ta có thể chẩn đoán chính xác là mình bị cười hở lợi do nguyên nhân gì. Tôi xin chia sẻ cái nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân do bị ngưng mọc cái răng thụ động, có nghĩa là khi mà các bạn răng của các bạn mà mọc lên ở trên niếu rồi thì ở cái pha đó người ta gọi là mọc răng thụ động. Còn sau khi cái răng nó mọc lên trên khỏi niếu rồi, sau đó cái niếu của các bạn này nó sẽ trượt về phía chóp, nó sẽ trượt dần về phía chóp, người ta gọi là pha mọc răng bị động. Thì có rất là nhiều bạn trẻ ở cái pha này thì cái niếu nó ngưng phát triển phía chóp, dẫn đến là bạn bị ngưng cái quá trình mọc răng thụ động, thì cũng dẫn đến cái tình trạng cười hở lợi. Nguyên nhân thứ hai là do môi ngắn. Vậy như thế nào được môi ngắn? Đối với người Việt Nam và đối với người châu Á thì tỷ lệ giữa từ cái môi của bạn tới cái cánh mũi hàm dạ, cái mũi giữa này, đấy, cái vị trí tôi đang chỉ đây, thì là dưới 20 mm thì được gọi là môi ngắn các bạn nhé. Và khi mà bạn cười, cái nguyên nhân thứ ba là do nguyên nhân cường cơ môi ấy, thì khi mà các bạn cười lên mà môi của các bạn nó bị kéo lên quá 80 mm thì người ta gọi là cười hở lợi do cái bị cường cơ môi. Và nguyên nhân do xương thì hiện tại có rất là nhiều những cái phương pháp chẩn đoán về mô cứng để bác sĩ sẽ giải thích chính xác cho bạn là cái nguyên nhân của bạn cười hở lợi do xương nó bị phát triển ra phía trước và xuống dưới. Vậy thì dựa vào các nguyên nhân này, bác sĩ sẽ lên cho bạn cái kế hoạch điều trị chi tiết. Ví dụ như là cái trường hợp của bạn trẻ đây thì nó rất là cụ thể. Bệnh nhân tới với tôi với một cái tình trạng là nhô xương ổ kèm theo cười hở lợi rất là lớn, thì tôi pha đầu tiên tôi sẽ tiến hành chỉnh nha để đưa cái khớp cắn của bạn về khớp cắn hài hòa, giảm hô do xương. Rồi ở cái pha tiếp theo là tôi sẽ tiến hành cắt tỉa lợi kèm với mài chỉnh xương ổ. Và chắc chắn rồi, sau khi mà chúng tôi phẫu thuật xong thì bạn ấy sẽ có một nụ cười rất là hài hòa. Vậy thì tùy thuộc vào cái tình trạng của các bạn, có thể là bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác là bạn bị cười hở lợi do nguyên nhân nào. Và chúng ta sẽ có cười hở lợi độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Các bạn có thể tham khảo thêm rất là nhiều những cái thông tin trên Google sẽ trang bị cho các bạn những cái kiến thức cơ bản về cười hở lợi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi hy vọng với những cái kiến thức tôi vừa chia sẻ ở đây có thể giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cái cười hở lợi. Và nếu như các bạn cũng đang gặp những cái tình trạng cười hở lợi, không có tự tin trong giao tiếp, thì hãy liên hệ với chúng tôi để ở đây các bác sĩ có chuyên môn sẽ tham vấn cho bạn những kế hoạch điều trị chi tiết các bạn nhé, giúp bạn sớm lấy lại nụ cười tự tin và duyên dáng. Xin cảm ơn các bạn. Tôi sẽ còn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn đang quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe răng miệng và muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả thì đây là kênh dành cho bạn. Hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Đinh Sơn Hải Sức khỏe răng miệng và bật chuông thông báo để nhận ngay những chia sẻ hữu ích từ bác sĩ chuyên gia. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình chăm sóc nụ cười Việt.